thử hư thông tin C03 và cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt ở miền Trung. Ngày 20 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook cơ lan truyền thông tin về việc cục C03, Bộ Công an và cuộc điều tra về những lùm xùm liên quan đến việc từ thiện lũ lụt. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin đã thu hút rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Trong đó, đa số ý kiến nghiêng về việc cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ những lùm xùm liên quan đến việc minh bạch từ thiện. Liên quan đến thông tin này, chiều 20 tháng 9, lãnh đạo Cục C03, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết đơn vị chưa vào cuộc điều tra về những lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nghi vấn về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí, một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân và đến gần đây, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi nghệ sĩ giải ngân số tiền lớn này. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận chậm giải ngân số tiền khoảng 14 tỷ đồng mà trước đó đã kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung. Hoài Linh đứng ra kêu gọi tiếp nhận tiền từ thiện từ tháng 10 năm 2020, nhưng đến tháng 5 năm 2021, sau một số luồng sùng trên mạng, nghệ sĩ Hoài Linh mới thừa nhận chưa giải ngân và cùng ekip của mình giải ngân cấp tốc số tiền này. Ngày 6 tháng 9, bên lề cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an chia sẻ với báo chí nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền. Hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.